phát triển bản thân trước, sau đó là chúng ta sẽ phát triển kinh doanh, nó sẽ tiếp theo. Và các bạn muốn để doanh nghiệp bạn phát triển thì bạn phải phát triển bản thân. Nên là phát triển bản thân là liên tục, và lãnh đạo thì không bao giờ ngừng học tập cả. Never stop learning. Trừ khi bạn không muốn tổ chức bạn phát triển. Chứ còn những người lãnh đạo, các bạn nên nhớ là liên tục phát triển. Bản thân là anh em tôi là năm nào cũng phải có những cái tổ chức học tập. Và phải nó phải trở thành văn hóa học tập, phải tạo thành cái văn hóa của tổ chức là học tập là không ngừng, tự mình phải đi để mình là trang bị cho mình ở những khóa học chính thức, hoặc là bản thân mình phải là gì, chịu khó mà gì, đầu gối này phải năn nhiều vào. Có một cái thầy tên là John C. Maxwell. Thầy John C. Maxwell này được gọi là guru về lãnh đạo thế giới, và ông là được mệnh danh như là guru lãnh đạo số 1 của thế giới. Ông này ông toàn dạy những các cái top 500 Fortune, tức là 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới. Thế và ông này ông đến Việt Nam cách đây mấy năm thì có tới tận hơn 3.000 các chủ doanh nghiệp và những người kinh doanh đến tham dự chương trình này của ông ấy. Và ông ấy viết hơn 100 các cuốn sách về lãnh đạo. Không biết ở đây có ai đọc cuốn sách nào của ông chưa nhỉ? Ông nhiều lắm, nhiều sách về lãnh đạo lắm. Thế thì ông John C. Maxwell này, ông có nói một cái lý thuyết, nó gọi lý thuyết về nút chặn. Lý thuyết này là như thế nào? Lý thuyết nút chặn này tức là ông nói rằng là lãnh đạo giống như nút chặn trên của doanh nghiệp của mình. Nếu như trong trường hợp mà tầm của bạn ở đâu thì doanh nghiệp của bạn ở đó. Tầm của bạn ở đâu thì doanh nghiệp của bạn đó. Vì vậy cho nên là nếu bạn muốn để doanh nghiệp của bạn phát triển thì bạn phải phát triển bạn trước. Yes. Thế tại sao lại như vậy? Thì thầy có nói thế này. Đây, thầy có đưa ra là ví dụ đây là năng lực lãnh đạo này. Mà năng lực lãnh đạo thì sẽ được đo lường bằng cái mức độ ảnh hưởng của cái người lãnh đạo đấy. Mức độ ảnh hưởng hoặc là cái kết quả mà do người lãnh đạo đấy tạo ra. Tại sao lại có những cái doanh nghiệp mà chỉ có quy mô khoảng tầm 200-300 lao động hoặc là 100 lao động là cái chủ doanh nghiệp đấy đã cảm thấy quá tải và không thể nào mà phát triển lên được, cứ tăng lên một chút nữa là như là nổ tung hết đấy. Có không coi gì? Đấy, thì như vậy cái giới hạn trên của lãnh đạo đó là tại thời điểm đấy là người ta chỉ có khả năng tạo ra kết quả như vậy thôi. Cũng giống như là có những ông chỉ có khả năng là lãnh đạo cấp trưởng thôn thôi. Nhưng tại sao có ông lại lên đến chủ tịch xã, lãnh đạo xã, có ông lại lãnh đạo cấp huyện, nhưng mà có những ông lại lãnh đạo cấp tỉnh, cấp quốc gia, thì mức độ ảnh hưởng của họ là khác nhau, nó tùy thuộc vào cái tầm lãnh đạo, năng lực lãnh đạo. Thì để mà số hóa ấy, thì thầy có nói như này, ví dụ để đo lường số hóa, chẳng hạn như là bây giờ tầm của ông 5 đi, thì cái khả năng ảnh hưởng hay là kết quả tạo ra của người lãnh đạo đấy là không quá 80% của cái mức độ năng lực của ông. Tức là ông được gánh vác được khoảng tầm 50 cân. Thì có nghĩa rằng là cái kết quả ông tạo ra chỉ được khoảng 40 cân đổ lại thôi. Đó. Cái này hay đấy. Đúng không? Ví dụ như là bây giờ mình mới thử lấy ví dụ như là bạn mà gánh được khoảng tầm 60 cân bằng trọng lượng cơ thể của bạn đấy. Đúng không? Bạn gánh ở quê là gánh phân, gánh lúa rồi các thứ. Thì nếu như bạn gánh được khoảng tầm 60 cân là bạn ì ạch, bạn đi chậm lắm. Nhưng nếu mà bạn gánh độ khoảng tầm 48-50 cân thì bạn sẽ đi nhanh hơn, đúng không? Khỏe hơn, có phải không các bạn? Nó sẽ cảm thấy bình thường hơn. Ví dụ là cái chai này của chúng tôi là chúng tôi có mấy cái nhà máy thổi chai. Một cái máy thổi chai 6.000 chai trên giờ. Bắt nó thổi khoảng 6.000, 10 chai trên giờ có được không các bạn? No way, nó sao mà thổi được? Nhưng mà nếu mà nó thổi ấy, thì thông thường bọn tôi chỉ cho thổi khoảng tầm là 5.400 chai trên giờ là chạy rất tốt, tức là 90%. Và tốt nữa thì là 80% thì nó rất là bon và trơn và nó chạy, nó không bị sợ, bị dơ dão gì cả. Còn nó chạy hết công suất 6.000 chai trên giờ thì hiếm khi nào nó chạy được. Không thể, đúng không? Tức là có thể nhưng mà lúc đấy nó còn mới lắm. Nhưng mà nó còn đều đều, để bền ấy, thì thôi chỉ cho nó chạy khoảng tầm 80% đến 90% thôi. Thì nó rất là êm và đều. Còn nếu như mà bảo nó muốn chạy hơn nữa thì không thể. Vậy làm thế nào để hơn nữa? Làm thế nào để có thể là giải quyết được những vấn đề là ở mức độ là
không phải là 4, bây giờ tôi muốn là 7 cơ. Ví dụ như là trước đây là kết quả của tôi là được khoảng tầm 4 tỷ một tháng, bây giờ tôi muốn 7 tỷ một tháng. Trước đây tôi 40 lao động, bây giờ tôi muốn 70 lao động. Trước đây tôi khoảng tầm 400 lao động, bây giờ tôi muốn 700 lao động. Thì làm thế nào để đạt được điều đó? Thì bởi vì là có những cái trường hợp lên đến như này là đã là thấy là quá thể rồi, bây giờ bảo lên nữa thì thôi em chịu chả gánh được. Nhưng mà có một tin vui dành cho bạn. Tin vui dành cho bạn đó là gì? Là bạn hoàn toàn có thể nâng năng lực lãnh đạo của bạn lên. Đó. Thế thì bạn nâng năng lực lãnh đạo của bạn lên, ví dụ như bạn nâng lên là chẳng hạn như bây giờ bạn nâng lên đến tầm 9. Thì vậy thì cái con số mà bây giờ là 7 thì nó là nhỏ đối với bạn. Đúng không? Trước đây bạn là không biết cách làm sao để tổ chức team đội. Trước đây bạn không biết cách tuyển quân. Trước đây bạn không biết cách làm sao truyền cảm hứng cho anh em. Trước đây bạn không biết lùng sục chuyên gia. Nhưng bây giờ bạn đã học cái cách đấy. Và bạn đã biết được để phương pháp để nhân bản anh em lên, đào tạo, bồi dưỡng cho anh em. Trước đây bạn cứ sợ sệt rằng là đào tạo cho nó xong rồi nó lại ra, nó lại cạnh tranh lại mình. Đúng không? Hoặc là trước đây bạn có thể sợ sệt rằng là bây giờ huấn luyện cho nó rồi, xong rồi nó lại bay mẹ sang đối thủ, nó lại làm sao? Nó mang hết công nghệ của chúng ta sang. Có không có bạn? Đó là những cái niềm tin mà gọi là gì? Thường trực trong các anh em chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Và bao giờ cũng thế. Và đấy là các bạn sẽ sợ hãi, và chính cái sợ hãi đấy là khiến cho bạn là gì, là níu kéo bạn lại. Nhưng nếu như bạn biết rằng là gì, bạn nâng cái tầm của bạn lên, không những anh em không đi mà anh em còn quẩn lại mình, biết ơn mình, và rồi là sẽ cùng các anh em phát triển lên. Các bạn có muốn như vậy không ạ? Yes, vậy thì phải học thôi. High five người bên cạnh thì phải học thôi. Nó có công thức của nó cả. Nó có công thức giữ quân, công thức để làm sao để chúng ta làm cho anh em không muốn đi đâu cả, ở lại với chúng ta, còn giàu có hơn, còn là uy quyền hơn, thì dại gì phải đi ra ngoài để làm gì, đúng không? Thế mà đây chính là những cái điều để muốn nói với các bạn rằng bạn chính là giới hạn trên của doanh nghiệp của bạn, đúng không? Bạn chính là chịu trách nhiệm trước con thuyền của bạn. Và không ai khác, chính bạn sẽ quyết định cái tầm của doanh nghiệp của bạn. Nên là thầy Blessinger, người thầy lớn, người thầy vĩ đại và thầy của các bậc thầy ở Việt Nam này và trên thế giới, thầy có nói một điều như này là PD before BD, tức là gì? Là PD tức là personal development. Và đây là business development, tức là phát triển bản thân trước. Đó, sau đó là chúng ta sẽ phát triển kinh doanh, nó sẽ tiếp theo business development. Đó. Và các bạn muốn để doanh nghiệp bạn phát triển thì bạn phải phát triển bản thân. Nên là phát triển bản thân là liên tục. Là gì các bạn? Liên tục. Và lãnh đạo thì không bao giờ ngừng học tập cả. Never stop learning. Trừ khi bạn không muốn tổ chức bạn phát triển. Chứ còn những người lãnh đạo, các bạn nên nhớ là liên tục phát triển. Bản thân là anh em tôi là năm nào cũng phải có những cái tổ chức học tập. Và nó phải trở thành văn hóa học tập. Phải tạo thành cái văn hóa của tổ chức là học tập là không ngừng. Tự mình phải đi để mình là trang bị cho mình ở những khóa học chính thức. Hoặc là bản thân mình phải là gì? Chịu khó mà gì? Đầu gối này phải lăn nhiều vào. Các cụ có dạy là bụng mà chưa chứa 3 vạn cuốn sách, chân mà chưa đi trên 3 vạn dặm đường thì chưa thể nói là biết được. Yes. Thế là chịu khó, và các bạn chịu khó, kaizen bản thân, nỗ lực học tập liên tục để là vì chính bạn chứ gì đâu. Phát triển bản thân để cho bạn là phát triển doanh nghiệp. Và cũng vì vậy cho nên chúng ta không còn ếch ngồi đáy giếng nữa. Và chúng ta càng hiểu biết thì chúng ta thấy chúng ta càng nhỏ bé. Và chúng ta càng là học nhiều thì chúng ta càng trở nên khiêm nhường hơn. Và càng khiêm nhường thì lại càng thông tuệ. Còn nếu mà chúng ta càng hiểu biết ít thì lại càng tự mãn. Nhiều lúc chúng ta là tự mãn quá, thành ra là nghĩ rằng là tôi biết rồi. Và vì vậy cho nên chúng ta đóng não hết và chúng ta không học tập được gì cả. Đấy là cái lý do vì sao chúng ta phải học.